Ok, thì nếu khi mà em đi Dương Quân thì em có cảm giác gì? Rất là lạnh và hơi sợ. Thầy sợ đúng không? Bây giờ anh xin em sẽ đi cái đường, con đường đó các bạn. À, thấy không? Đường rất là đêm. Trời ơi, đêm không thể tẻ luôn. Đây. Có mình hàng mình với em mình thôi. Đây. Cũng có nhiều nhà mỗi điện nha các bạn, nhưng mà mỗi điện không có nhiều, cũng vừa vừa thôi. Cho nên đường nó rất là trống. Nhưng mà cái con đường mà mình nghe nói hồi trước là có rất nhiều cái vụ gì đó mình không biết, nhưng mà mình sẽ cố gắng đi. Đây, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Cái đợt này mình đi về nha, chứ còn hồi nãy cái đợt trước mình đã quay rồi. Đợt trước quay thì nhiều đoạn nó bị lỗi lắm các bạn. Mình không biết sao mà mình hồi nãy mình về mình ghép vô video không có được. Mình mới về các bạn, cái vụ tai nạn ở đây á các bạn, là người ta đóng mũi làm chi hết. Đúng rồi, tuốt trong đồng ruộng kìa. Nó cũng gần đây thôi. Đó, đường yên tĩnh, các bạn thấy yên tĩnh không? Mình với thằng em sẽ im lặng coi thử các bạn nghĩ cái độ yên tĩnh của nó ra sao nha. Đây, chỉ nghe tiếng bước chân thôi. Đây, đây của thằng em, đây của mình. Thằng này thì nó rất thích, thằng này thì nó rất thích làm nghiệp chung với mình. Mỗi lần mà mình làm nghiệp gì nó phải đòi đi theo với mình mới được à, còn không thôi nó chịu không được. Cố gắng nha, sau này làm YouTube vô Dương Quân nha. Thì đây, đi tới cái nhà có được một cái điện tí. Đây, con đường thẳng thẳng đó. Tới tới đầu tiếng chó sủa rồi. Đừng chọc nó. Đây.